mình cũng có số, để lúc mình chết là mình chết, cái nơi đâu mình lo quán. Ngô Hải Quang nói: chú vốn nhỉ, chú vốn nhỉ ta là ai, đến thế gian này để làm gì chú? Con hỏi con đó hả? Tất cả chúng ta đến thế gian này đều hay học hỏi, nhưng có người đến thế gian này để mà dìu dắt những người khác, có những người mà đa số là đến thế gian này để học cái khổ, để khi mình về trời á mình mới trân trọng cái khổ đó, mình biết chứ mà lên chảnh mình cứ đi chơi không à. Tại trên trời á mình có tha tâm thông với thiên nhĩ thông, không có xài tiền nữa, cho nên không có tham sân si trên đó. Người Phật giảng pháp không ai nghe, còn xuống đây á thì mình có cơ hội mình học để mình nhớ những cái kỷ niệm đau khổ dưới này để mình trở